Kính chào quý vị khán giả. Từ chiều tối và đêm thứ năm, khu vực miền Bắc và Bắc miền Trung sẽ có mưa dông, có nơi mưa to, tiềm ẩn gió giật và sấm sét. Còn từ sáng đến chiều thứ năm, tạm thời trời vẫn tạnh ráo, nhiệt độ cao nhất ở thủ đô Hà Nội và phần lớn các thành phố sẽ là từ 26 độ C trở lên. Điện Biên Phủ, Sơn La, Đông Hà và Huế thì có nắng nên khá nóng, 31 đến 34 độ C. Nếu quý vị có dự định đi Sapa thì lưu ý từ chiều tối thứ năm này, ở đây cũng sẽ có mưa dông. Mưa xảy ra bất chợt đến thứ bảy. Mưa mang đến cảm giác lạnh rõ cho quý vị với nhiệt độ cao nhất không vượt quá 22 độ C. Thậm chí về đêm và sáng sớm trời còn rét khi nhiệt độ hạ xuống dưới 16 độ C. Vì thế quý vị nhớ mang theo áo khoác ấm khi tới đây. Trái ngược với Sapa, ở thành phố Huế, 3 ngày tới thời tiết chủ đạo sẽ là nắng. Mưa dông khả năng chỉ xuất hiện vào chiều tối thứ 5, thứ 6 và rất nhanh. Do đó buổi trưa và chiều trời nóng, nhiệt độ cao nhất sẽ vào khoảng 33-34 độ C. Còn từ tối cho đến sáng hôm sau, thời tiết dễ chịu mát mẻ với mức nhiệt là 23 độ C. Ở khu vực Nam miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông cũng chỉ xảy ra vài nơi vào chiều muộn, còn nắng vẫn lên liên tục trong thứ 5 tuần này. Giữa trưa và đầu giờ chiều trời nóng, nhiệt độ cao nhất tại phần lớn các thành phố đều trên 32 độ C. Giang Nghĩa, thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi ở miền Đông Nam Bộ còn nắng nóng 35 đến 37 độ C. Đà Lạt sẽ là một trong những điểm chốn nóng lý tưởng trong 3 ngày tới. Dự báo nắng sẽ lên đều đặn chục tiếng mỗi ngày, nhưng mà nhiệt độ ở mức vừa phải, không quá 27 độ C. Chỉ lưu ý nhỏ là buổi đêm và sáng sớm, ở đây trời rét, nhiệt độ thấp nhất chỉ 17 độ C. Cuối bản tin sẽ là dự báo cho các điểm du lịch khác trên cả nước.